Thì tới đồi miên, giặc miên cái hang này là mấy ông ba anh thấy vậy đó. Là anh đem vợ con lên, nó lùa ảnh đi đầu đó, nó lùa ảnh đi đầu là ảnh trốn lại được, dẫn vợ con lên cái hang này nè. Đó, cái hang này là cái miệng nó có một chút xíu gì nè đó, từ đây đây nè, chứ nó đâu có phải lên cái mộ bia này đâu đó, mà có một chút gì nè, mà bề dài thì nó có dài, có hiểm miệng hàm ếch nó dài rồi cỡ 8 mét vậy đó. Thì chui xuống là con phải xuống là con phải đưa hai tay gì nè đó, lên là phải đưa hai tay gì mới lên được, đâu có lên thẳng mình được, là không có ai biết được cái hang này hết trơn. Nó tấn công vô thì vợ con xuống dưới hết là không bao giờ nó biết được. Chỉ có bữa thứ bảy đó là đứa bé con út ảnh đó quá nực rồi, nó đòi bay lên thì ảnh giờ cũng 4 giờ mấy vậy nè, ảnh mới đưa lên miệng hang, ảnh mới quạt cho mát. Ảnh nghe xào xạc, ảnh nhìn thì thấy thằng Miên nó cầm cái AK tới rồi, thì làm sao ảnh trở tay kịp. Ảnh thấy có một thằng thì ảnh liền nhỏ xuống hang, thằng út nó xuống hang, ảnh kêu xuống với mẹ đi, dặn ôm con vô trong, vô cái ngách nữa, có cái ngách ở trong nữa, là vô rồi cái ảnh thấy con ảnh, rồi ảnh mới tẩu thác đi xuống đường này nè, đó cái đường này nè, ảnh lăn xuống nó bắn cái AK. Ảnh thấy có một thằng ảnh chống khó là được rồi, nó ảnh quay ngang, ảnh thấy con xuống là ảnh quay lại ảnh đá nó đạp, ảnh giật cái AK thì vừa được cái AK thì ba thằng tấn công ở sau nó bắn ảnh. Ảnh thấy gì ba thằng ảnh trở tay đâu kịp, ảnh mới lăn xuống đây nè. Đó, về nhà có cái hầm bí mật của ba đào nữa, ảnh chui xuống đó. Rồi có băng, có thuốc đồ này kia đó, ảnh tự ảnh băng, ảnh rửa. Rồi tối khoảng 7 giờ ảnh mới mò lên đây, là không nghĩ là vợ con bị nó tàn sát. Rồi nó liện trái xuống, nó kêu lên, mấy đứa nhỏ khóc không dám lên, nó liện trái vô. Rồi cô Mười với chị Ba thấy chị lên lại nó, mà nó cũng vẫn giết tại hang này luôn. Rồi anh Ba anh lên thấy máu lả lê chết trơn luôn đó. Rồi cái ảnh xỉu ngang đây nè, cái cũng còn vài người ta đắp lá cây rồi dài dài đây nè, cái người ta nói dán cố gắng lên thầy Ba Lê ơi, dán cố gắng gượng lên. Cái ảnh tỉnh lại, cô về bển mới còn sống đó, chứ ở nay là chết rồi. Cái mới về thì thấy tất cả còn đóng cho dụng không còn gì hết, lại ôm cái cột này kêu mẹ ơi, cha ơi, không ai lên tiếng hết, chỉ có luồng gió qua thôi nữa, rồi cha mẹ gì chết hết rồi, đâu còn ai nữa đâu. Cái cô mới đi tìm, đi chỗ nào cũng tìm chân lại, gặp cô bác cư ngụ là tản cư đó. Rồi cô hỏi có biết thầy hay phú không, mấy chú mấy bác rồi không ai biết, lắc đầu là tìm vọng rồi. Cô mới đi xuống tìm thì gặp anh Ba, thì sơ xác hết rồi, ôm anh mình khóc, ôm từ cái tay cái chân, anh ơi, anh chờ từ cõi chết mà anh trở về đây em quá mừng. Đúng, trơn cháy trơn còn cũng sợ đó. Rồi ôm cha mẹ không thấy đau đớn cỡ nào, bởi vì nhắc tới đau khổ lắm. Còn đây là 5 đứa cháu, thằng Út nó xé cho nó không bắn, nó kêu lên bắt đầu nó đập đầu, nó xé ngang luôn, không có tốn viên đạn nữa.